Tiếp tục nội dung phần trước, thầy trò Đường Tam Tạng vẫn tiếp tục lên đường. Kể từ tối hôm trước, Tiểu Vũ vẫn đang bị hôn mê cho nên đành phải cõng nàng cùng đi. Nhìn thấy điều này, người bức xúc nhất chính là Chư Bát Giới. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều giao cho Bạch Lang? Rất không cam lòng, cho nên tiến lên ngỏ ý giúp đỡ. Tưởng như lần này sẽ được cõng người đẹp trên lưng, điều này làm cho gã thích thú. Vậy nhưng nào ngờ khi hoàn hồn trở lại thì thứ ở trên tay lại chính là hành lý. Đúng là tức chết lão Trừ rồi. Với tiến độ hiện tại của mọi người, cách lãnh thổ của xã Ngưu nhất tộc cũng không xa nữa. Xã Ngưu nhất tộc cũng giống như Cự Trừ nhất tộc, bọn họ đều là yêu quái tổ chức thành các bộ lạc. Họ lấy thảo nguyên rộng lớn làm nhà, có thể tập hợp linh hồn của thảo nguyên ủy mãnh thiện chiến. Hơn nữa, thủ lĩnh của xã Ngưu nhất tộc cũng là cấp bậc đại yêu, cùng cấp bậc với Tôn Ngộ Không. Năm đó đi qua nơi này, các thầy trò Đường Tam Tạng cũng gặp chút rắc rối. Bọn họ vô tình gặp được một thành viên của xã Ngưu, tên này đang hấp hối và đưa cho thầy trò một cái kèn sừng trâu. Đúng lúc này, đám người do Ngưu Ma Vương dẫn đầu xuất hiện. Tưởng là bọn họ tới tiếp đón, vậy nhưng nào ngờ họ lại coi các thầy trò là hung thủ, đôi bên cứ như vậy đánh nhau kịch liệt. Cũng may về sau cả hai phía lại trở thành bằng hữu tốt, coi như là không đánh không quen. Đi một hồi cũng tìm thấy lối ra. Trước mặt chính là địa bàn của Ngưu Ma Vương, nhưng quang cảnh có vẻ là khác lạ. Nơi đây trước kia là một cánh đồng đầy cỏ xanh, giờ đây chẳng khác nào một sa mạc. Đường Tam Tạng thắc mắc, rốt cuộc thì những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì? Bỗng dưng từ trên trời xuất hiện vô số chủng tộc. Tại yêu quái đại đạo này, sợ nhất là gặp phải chủng tộc. Nói chính xác hơn là đám này chính là những con ong khổng lồ chuyển hút máu. Chúng lao tới tấn công liên tục, số lượng quá đông khiến cho các thầy trò Đường Tam Tạng cũng sắp phải bật khóc. Đột nhiên, các chiến binh dã ngô xuất hiện hỗ trợ. Đi đầu là Đa Cắt Thừa Tướng. Ngưu Ma Vương biết rằng ông sắp đi tới yêu quái đại đạo, vậy nên sai Đa Cắt tới nghênh đón. Tới đây thì đám chủng tộc mới chịu bỏ đi. Đi vào trong thành, cảnh tượng nơi đây còn hoang tàn hơn bên ngoài. Hình như đã rất lâu rồi chưa có ai tu sửa lại. Bạch Lang thắc mắc, vừa rồi ông độc khí thế thật là hùng mãnh. Chẳng lẽ ở yêu quái đại đạo sẽ phải gặp chúng sao? Đường Tam Tạng đáp lời, đúng là như vậy. Tộc đàn của chủng tộc vô cùng khổng lồ, ông độc vừa rồi chỉ là một nhành nhỏ trong đó. Ông độc sống trong các sơn cốc gần thảo nguyên, là kẻ địch truyền kiếp của xã Ngưu nhất tộc. Thường xuyên kéo tới quấy rối vô cùng đáng ghét. Dọc đường vào thành có vô số người đau ốm, đúng là đã phát sinh chuyện xảy ra, thế nhưng Đa Cát lại không trả lời. Rất nhanh sau đó các thầy trò cũng gặp lại Ngưu Ma Vương, lão ta vô cùng hưng phấn khi gặp lại người bạn cũ, cả hai ôm nhau thắm thiết. Mọi người được tiếp đón nồng nhiệt bằng một bữa tiệc. Mới đó đã 20 năm rồi, lão Ngưu vô cùng hoài niệm về thời gian lúc trước. Lão vô cùng thắc mắc, Đường Tam Tạng quay lại yêu quái đại đạo là vì lý do gì. Nghe vậy, ông cũng không giấu giếm, mục đích chính là trả lại kỳ kinh đã mang về cho thiên chúng vào 16 năm trước. Lần này dọc đường đã gặp không ít rắc rối, ám hồn yêu xuất hiện, tập kích. Chắc hẳn các tộc đàn ở yêu quái đại đạo đã biết được Vĩnh Hằng Chi Hòa trở lại Bỉ Ngạn. Lần này không muốn gây thêm phiền não cho nên Đường Tam Tạng sẽ không ở lại quá lâu. Nhìn thấy Bạch Lang, Ngưu Ma Vương lại cứ tưởng là Tôn Ngộ Không, nên lão hy vọng cậu hiện ra bản thể. Bạch Lang ngốc nghếch lại không suy nghĩ nhiều, liền hiện nguyên hình là con sói trắng làm cho lão ngạc nhiên. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tới nước này không thể giấu giếm nữa, Đường Tam Tạng đành trả lời thật lòng. Bạch Lang chính là đồ đệ ông mới thu nhận. Tôn Ngộ Không bây giờ có lẽ đang trên đường tới âm phủ rồi. Về phần Tôn Ngộ Không đúng là đang tại âm phủ thật. Anh tò mò hỏi người phụ nữ dẫn đường. Nàng trả lời rằng mình không có tên, trước đây có vậy nhưng hiện tại không còn nữa rồi. Nàng đưa Tôn Ngộ Không rời đi, vừa đi vừa tiếp tục giới thiệu. Những người như nàng được gọi là người dẫn đường, chuyên phụ trách dẫn đường cho người chết để họ có thể thuận lợi bước lên cây cầu quyền lãng. Những người như nàng đều có ngoại hình giống nhau, chức trách như nhau, không có tên tuổi, cũng không có ký ức. Nàng rất vinh hạnh khi được dẫn đường cho Tôn Ngộ Không. Từ trên miệng của người chết, bản thân nàng đã nghe được rất nhiều chuyện về anh. Cuối cùng thì hai người cũng tới nơi. Phía trước mặt là một cây cầu. Đây chính là con đường mà anh phải đi. Nó được gọi là cây cầu quyền lãng. Vong hồn qua cầu rồi sẽ bị tẩy đi tất cả ký ức. Lúc này hồn phách của Ngộ Không đang dần phai màu. Tam muội chân hỏa bị tắt đi một cái. Có thể nói rằng yêu hồn của anh sau khi chết sẽ không ngừng bị mục nát. Cũng giống như mọi vong linh, anh nhất định phải bước qua cây cầu tịnh hóa hồn phách, nếu không sẽ bị đọa lạc làm tà linh. Mà sau khi qua cầu tất cả ký ức sẽ quên hết, Tôn Ngộ Không sẽ quên mọi kiếp này. Anh thắc mắc, tại sao người dẫn đường như nàng lại không qua cầu? Ngay vậy nàng ta lắc đầu, bản thân cũng không biết nữa, bởi vì nàng không nhớ được. Chỉ nhớ khi có người cho biết tên của nàng thì mọi chuyện có lẽ sẽ chấm dứt. Nói rồi Tôn Ngộ Không hứa sẽ giúp đỡ nàng,
nhưng người khác đi qua cầu sẽ quên hết mọi thứ bởi vì họ là phàm nhân. Anh tự tin rằng bản thân mình là Tề Thiên Đại Thánh, cho nên những chuyện đã hứa với người khác thì sẽ làm được. Nói rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở một ngày không xa. Bước đi của Tôn Ngộ Không tới đâu thì ánh đèn thắp sáng tới đó, phía trước chỉ có một màu đen không nhìn thấy tận cùng. Trải qua một hồi lâu chạy đi, tưởng như đã tới điểm cuối cùng thì bỗng nhiên con đường phía trước lại tự động mở ra. Nếu không nhanh chóng tìm ra đường thì e rằng sẽ rách việc. Bỗng dưng trước mặt xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ lạ, có lẽ thứ ánh sáng này đang tới giúp đỡ anh. Xem ra chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của nó sẽ không gặp trắc trở gì. Nói rồi anh lập tức đuổi theo, và tới đây thì tập phim đã kết thúc rồi. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận video mới nhất nhé! Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại!